Em chào thầy các bác đam mê radio cassette nhé. Em nhận một con của khách Quảng Ngãi là con Sanyo. Con này thì đang tình trạng là đã cắm điện rồi đây. Điện thì em đã cắm và không có tiếng các bác. Đấy, sột soạt, con này đang sột soạt chỉ một bên thôi. Một bên là có tiếng sột soạt này. Bên khác không có gì này. IMFM tịt này. Đấy, chỉ có tiếng lổ lổ này thôi, không có tiếng gì cả. Bây giờ em sẽ tháo ra kiểm tra xử lý con này. Ok hoàn hảo thì con này em sẽ dọn cả băng nữa mà. Ok hoàn hảo thì em sẽ lối clip để các bác biết nhé. Tháo máy ra đây rồi. Con này nó bị lỗi nặng đấy. Con này thứ nhất là loa bên này chết rồi này. Đang còn mỗi loa bên này thi thoảng nó cứ sột soạt là nó ù lên, nó rít này. Đấy. Radio là mất hết luôn. Con này nó bị lặng luôn đấy. Mạch ra để em kiểm tra xem là mạch biết thế nào. Nha, con bên này còn hơn kia chết củ luôn đấy nhé. Con này thì phần dây ô thì mạch em đã xử lý ok rồi. Cái lỗi ủ nó bị chết con tiền khuếch đại thì nên là nó bị sông điện thì em đã xử lý ok. Thì em có trao đổi với anh ấy luôn thì bây giờ em sẽ làm phần cơ. Sẽ làm phần cơ đó. À, có thấy nó bẩn chưa? Kiểm tra ok thì em sẽ vệ sinh. Đấy, con này dây dạ cắm hơi lằng nhằng, làm phần cơ chứ trong bánh tì này phải thay rồi. Bánh tì này trước họ thay không chuẩn này. Bác thấy không? Này. Độ dơ này. Đấy. Độ dơ này nó không chạy rồi. Thứ hai là đầu tư này. Đầu tư mòn. Đầu tư mòn thì em cũng trao đổi luôn với cả anh luôn là nếu mà đầu tư mòn ấy, nếu mà test lên mà tiếng nó cũng không lỗi nào thì để, còn không thì thay, bởi vì thay đầu tư là nó 5-70 nghìn cơ chứ nó cũng không phải rẻ tiền. Đấy là riêng giá nhập vào là bình thường là lấy là 70 nghìn giá nhập vào rồi, nên là nó cứ cộng tiền lên nó sẽ cao. Cái thứ hai là một cái loa thì bị chết thì em phải kiểm tra để xem là tình trạng nó chết như thế nào. Như một con đài bây giờ nó lỗi nhiều này là cái chi phí nó cao lên các bạn, nó sẽ khá cao đấy. Nếu mà xử lý loa rồi là làm các thứ là chi phí khá cao, nếu mà loa kia mà không cứu được mà thay cả đôi là cũng hơi mệt. Nên là cứ phải hỏi điện, gọi điện hỏi anh chủ xem là ok như nào thì mới giải quyết tiếp được. Em sẽ xử lý phần cơ vệ sinh và xử lý test thử cơ xem nào. Con đài của bác khách ở Quảng Ngãi hồi sinh các bác nhé. Sau khi kiểm tra sửa chữa, làm rất nhiều thứ và con này làm rất nhiều thứ lần mẩn. Xử lý xong phần bo mạch rồi, xử lý phần cơ. Phần cơ thì con này đã làm dây cu loa, thay bánh tì, thay đầu từ, thay cả đầu từ mới luôn. Đầu tư chưa sử dụng bao giờ luôn, chưa chân hàn luôn. Làm lại loa bên này. Rất may là cái loa bên này của nó là không bị cháy mà nó đứt hai chân. Em đã vệ sinh cho bác trong ngoài hết rồi. Tháo hết ra. Vệ sinh trong ngoài, cạnh hông. Đã vệ sinh lại cho bác tất cả. Xong lại thay cho bác cái chân của anten này. Cái chân cũ của bác nó bị vỡ. Nó bị vỡ một bên ngoài rồi. Con này đã hoạt động ok. Radio IMFM băng. Nhưng mà tiếng băng của nó thì dòng này nó không được hay lắm. Nói chung là nghe cũng túc tắc các bạn. Cái băng những dòng này thì tiếng nó không được chất lắm. Người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Em đang chất băng. Cửa tầm tư là mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dưỡng gian lận mất
đưa ta đi về. Băng thì thua chứ ok. Radio đây đang FM này. Và được chỉ định làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Và sau đây, thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Lưu Thị Hồng sẽ có những đánh giá về thực trạng thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ ở Việt Nam. Thiếu 1 triệu tấn than. Bà số 5 để đăng ký và kết nối. Đấy, con này còn phải xử lý lại cho bác ấy cả cái chỉnh này, cái trong đấy, cái dây dò sóng. Không dò trước dò không được thì cũng đã xử lý cho bác biết rồi. Phát thanh chuyên về sức khỏe giải trí ở tần số 98,9 MHz. Chương trình quà tặng âm nhạc trên trời FM do VTV Cáp phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất nhằm có thể phục vụ các 15% so với năm 2022. Thưa quý vị, nhiều tháng nay mực nước hồ thấp. FM LED. Người ta phải tìm những cái vị trí để di chuyển lồng đến những khu vực nước sâu hơn đối với những cái doanh nghiệp, hợp tác xã và các cái hộ có điều kiện. Con này thì cái lưới của bác ấy, nó là cái lưới người ta sơn nhỉ nhằng cái sơn màu nhũ trắng. Thì em đã sơn lại cho bác màu đen rồi. Chứ con này là đấy, em vừa sửa vừa dọn và đã hoàn hảo. Clip này là cũng là clip để trả bác luôn. Còn volume này nó hơi sụt sòm một tí thì cứ để dùng bác nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Thường nào mà họ không dự trù thì có khả năng họ thiếu. Tiến tới nếu mà nhà nước mà không bổ sung nhuận trị thì nó sẽ thiếu, là thiếu chung. Hiện sở chứ bây giờ mà thay cả volume này nữa thì để tin là nó volume này khi mình vặn lên thì nó hơi sụt sạt một bên một tí, nhưng mà nó lại không mất, lên là lên đều luôn. Bây giờ mình lại thay cả volume này nữa, thực sự con đà này của bác nó quá nhiều tiền, bởi vì em làm rất nhiều thứ. Xử lý con này của trước nó bị IC, nó bị chết thì nó dẫn đến là nó có ù và Zio là mất hẳn hoàn toàn luôn. Đấy, nó đã xử lý cái vỉ mạch cho bác là ok rồi. Vệ sinh lại hết cho bác cái cần gạt này, trước nó mất hết tác dụng, nó bẩn. Tháo hết cái này ra vệ sinh, bởi vì trước họ cũng chỉ cho nhiều dầu vào đây nó bẩn lắm quá. Vệ sinh lại cho bác hết các mặt này, sơn lại lưới loa, làm lại một bên loa, làm lại cơ thay đầu từ, xử lý lại cái giò sóng, thay cái chân của dâu anten. Trong con này làm nó làm nhiều thứ, mà lại thay tiếp cái cả cái chép nữa thì thực sự nó lại tiền nong nó cao quá. Đấy, nên hơi sụt sọt một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì, vẫn dùng bình thường nhé. Lực mới nhất, chính quyền địa phương đã kêu gọi quân đội chính phủ hỗ trợ đẩy lùi các phần tử nổi dậy, đồng thời siết chặt lệnh giới nghiêm. Cảnh sát và chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 103 người đã tử vong do đuối nước ở bang Kawara. Bác nào có nhu cầu mà phục hồi lại cũng như là vệ sinh máy thì liên hệ trực tiếp với em. À, và lại còn một cái nữa là cái dây này của bác ấy, thì cái dây nguồn này bác ấy có đấu ở bên ngoài thì em đã xử lý cho bác rồi. Em cắt bỏ phần đấu đi và em đưa vào bên trong, em hàn trực tiếp lên trên phần nguồn luôn. Nói chung con này em làm cho bác là ngon lành cành đào hết cả luôn rồi. Về các bác chỉ chơi thôi chứ bây giờ về mà nó lại không, nó lại bẩn hay nó lại gì, các bác lại mất thêm công nữa thì mất cái công bác gửi đi, nên em làm triệt để luôn nhé. Cái này em làm triệt để cho bác chạy ngon lành hết luôn. Viên Trần Nga thông tin. Chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Cảm ơn các bác.